Trời trời, mới gì sáng sớm mà cọc cằn dữ dằn vậy? Phụ nữ đúng là khó hiểu thiệt mà ông ơi. Khó hiểu là khó hiểu sao? Thì giờ tháng 1 nè, qua Tết vô cái là tháng 2 thì sao qua lung tung này ông biết rồi đó. À, rõ ra ông đòi tặng quà vậy? Ừ thì đúng rồi, em muốn cái gì mà ít truy nè, rồi chubi tiếp, đã vậy còn Plutin nữa. Tôi nghe thấy giống với lại thiên văn học quá. Hỏi em thích mấy cái đó đúng không? Lóc tôi luôn. Vô chi vậy, bị lóc là đúng rồi. Ý em á là muốn được tặng mấy em Gundam thuộc dòng Dennis System đó. Dennis System là cái gì? Ôi thì đây Estree với lại Chubitip là thuộc dòng Gundam Build Diver Rise. Còn em Chubitip này á là Gundam trong dòng Build mới. Nên em muốn được tặng là đúng rồi. À ra là muốn tặng Gundam đó hả? Ừ. Mà thôi, sẵn tôi đang ráp em Chubitip đây nè, ông sẵn tay áo lên ráp chung với tôi cho xong, rồi coi có gì hay để mua tặng crush nữa. Ok. Plutin Gundam chính là một trong những Gunpla của Hiroto trong hệ Planet System sau Uraven Gundam. Nếu bạn đã từng xem qua Gundam Build Diver Rerise thì có thể thấy hệ thống này khá đa dạng khi cho phép Core Gundam kết hợp với lại các armor khác nhau để tạo thành các Gundam mới với nhiều tính năng đặc biệt, và Plutin cũng không phải là một ngoại lệ. Đến với Gundam Build Metaverse, Hiroto đã khiến cho người xem há hốc mồm khi cho ra mắt chiến binh thứ 7 trong hệ thống bằng cách kết hợp Core Gundam 2 Plus và Pluto Armor để tạo thành Plutin Gundam. Sau khi Hiroto tìm hiểu về Ecopla, một dự án tái chế vật liệu Gundam, anh bắt đầu nhận thấy có sự liên kết giữa sao Diêm Vương và cỗ máy, đó chính là sự hủy diệt và tái tạo. Đến với mô hình Plutin Gundam cấp độ HG 1/144 thì lại có một cái vẻ ngoài u tối, lạnh lẽo hơn với rất nhiều chi tiết sắc nhọn và gai góc. Cộng thêm vũ khí là cái lưỡi hái nữa thì lại gợi nhớ tới tử thần giống như là cái tên của hành tinh Pluto. Màu sắc chủ đạo của Plutin là màu đen kết hợp với lại tím trắng, cộng thêm một vài chi tiết xanh lá và xanh lavender nữa. Khi tháo rời các bát của Pluto Armor ra thì bạn sẽ có một Core Gundam 2 Plus với màu chủ đạo là màu tím than, khá là đẹp mắt. Nhìn sơ bên ngoài thì Core Gundam 2 Plus không có quá khác biệt nhiều so với lại Core Gundam mà Nasop đã review qua trước đó ở V2, S3 hay là Mass 4, nhưng mà thật ra có rất nhiều điểm khác biệt, hãy đi so sánh kỹ các chi tiết nha. Đầu được thiết kế lại để tăng cường các đường vát gọn ghẽ, nhiều mặt phẳng và đường cắt nghiêng hơn. Điển hình như là cái vị trí Vulcangen, thay vì là cái đường nằm ngang thì bây giờ nó là nằm nghiêng. Hay là hai bên giáp mặt cũng gọn và vuông vức hơn, giống như kiểu của Unicorn đó. Sừng được thiết kế lại và chi tiết, xếp lớp nhiều hơn. Cái mảnh bắt giữ sừng cũng được đổi lại thành cái bắt clear, trong suốt, đẹp mắt hơn nếu đem so với lại cái bắt màu thường của Core. Ngoài ra thì cái khuôn mặt của Core 2 Plus thì nhìn như là đang che mặt nạ, còn với lại Core thì có hai cái đường gạch ngang quen thuộc như là của cụ tổ. Sừng của Core 2 và Core 2 Plus cũng là một cái điểm khác biệt rất là lớn, khi mà một bên thì dài và mảnh, bên còn lại thì ngắn hơn và có cái bảng nó cũng rộng hơn. Giáp vai của Core 2 Plus dài, chi tiết và vuông vức hơn. Phần giáp trên bắp tay thì ngược lại, có nhiều cái đường nét hình lục giác bò cong tự nhiên hơn so với lại cái kiểu vuông vức của Core. Thân là một cái điểm khác biệt rõ ràng nhất, khi mà giữa ngực có cái chi tiết bắt clear cực kỳ nổi bật và dễ bắt sáng. Đồng thời là hai bên eo cũng được thay đổi theo cái kiểu vát nhọn như kiểu của Strike Gundam, thay vì là những cái khối vuông vức xếp chồng lên nhau lấy cảm hứng từ RX-782. Do đó là nó sẽ mang lại một cái cảm giác hiện đại và hài hòa hơn. Core Gundam cũng có trang bị bao gồm Core Saber, một cái cặp vũ khí tầm gần được gắn ở backpack. Khi sử dụng thì chỉ cần gắn cái lưỡi beam vô là được. Còn Core Spray Gun thì tương tự với lại những cái người anh em Core khác, chuyên dùng cho tầm gần hoặc là tầm trung. Cuối cùng là Core Defender, có thể sử dụng như một chiếc khiên cầm tay, và khi không sử dụng thì Core Defender có thể gắn ở backpack phía sau, và do là cái kích thước của nó to nên là cũng có thể sử dụng như là một cái bệ đỡ giúp cho Core Gundam 2 Plus được đứng vững vàng hơn. Ngoài ra thì chỉ cần một vài cái thao tác đơn giản thôi là bạn cũng có thể chuyển Core Gundam 2 Plus thành Core Flyer Firm.
giáp đi kèm trong kit lần này chính là Pluto Armor. Khác với những cái bộ giáp còn lại thì Pluto Armor có cái hình dáng cực kỳ gai góc. Một thông tin thú vị cho các bạn là các bắp đen trên người của Pluto Armor là được làm từ Ecopla hay còn gọi là nhựa tái chế đó. Cái cảm giác khi mà cắt bắp rồi lắp ráp thì cũng không có khác biệt gì nhiều so với lại những cái bắp nhựa thông thường. Ngoài ra thì bạn còn được tặng kèm một cái đế dựng đa năng khi mà vừa có thể chưng Pluto Armor, vừa có thể chứa những cái bàn tay đi kèm phía bên dưới. Và đương nhiên là Pluto Armor thì cũng có thể kết hợp với lại Core Gundam 2 Plus để tạo thành Plutin Gundam. Ở đây thì bạn cứ kết hợp theo sách hướng dẫn là được, nhưng mà tụi mình có một cái lưu ý là để cho cái quá trình này nó diễn ra dễ dàng và nhanh chóng hơn thì bạn nên tách rời từng bộ phận của Core Gundam ra và kết hợp với lại Pluto Armor. Xong xuôi hết rồi thì mình ráp tất cả lại với nhau. Ở dạng này thì một bắp sừng khác sẽ được gắn vào và tạo thành tổng cộng là 3 cặp sừng xếp chồng lên nhau, rất là đẹp mắt mà nhìn còn giống như là vườn miệng bị hắc hóa nữa đó. Hai bên giáp vai thì cũng được độn to lên với lại hai cái càng trắng lớn. Cánh tay thì có thêm một cái lớp giáp dày ở vai nên là khi mà giơ tay lên cao thì cũng chỉ được có nhiêu đây mà thôi. Cái điểm khác biệt ở đây là bạn có thể thay đổi giữa hai loại bàn tay cầm nắm khác nhau để mà có thể cầm cái lưỡi hái chắc chắn hơn. Phần giáp thân thì được tăng thêm cái lớp giáp trước ngực, nhìn như là kiểu gia cố gắn ốp tạo điểm nhấn để mà tập trung vô mấy cái bắt lia đó, khiến cho thân cứng cáp hơn rất là nhiều. Mà cũng nhờ cái cách gắn giáp này nên là toàn bộ cái biên độ ở thân là không có bị ảnh hưởng. Giáp váy trước thì không bị cố định nên là bạn có thể di chuyển nó thoải mái. Ngược lại thì cái váy sau nó bị cố định lại một chỗ nhưng mà cũng tương đối là chắc chắn. Nếu như mà bạn muốn dễ dàng hơn trong cái việc bâu dáng á, thì có thể là cắt rời cái điểm nối của cái bắp màu xanh lá ở cái váy trước nha. Chân được nối dài theo cái kiểu là docking, chỉ cần gập cái bàn chân ra sau rồi gắn theo cái khớp nối vào Pluto Armor là được. Chi tiết chân được tạo hình khá là ấn tượng khi mà có một cái mũi nhọn ở trước đầu gối và cả hai bên, có thể sử dụng làm vũ khí khi mà tấn công. Điểm nhấn ở đây chính là nhờ vào cái cơ chế docking nên là đầu gối có thể gập lại tối đa luôn mà không bị ảnh hưởng bởi các chi tiết giáp. Ngược lại với bắp chân thì cái bàn chân nó khá là nhỏ nhưng mà cực kỳ linh hoạt nhờ vào một cái hệ trục khớp ở cổ chân. Trang bị của Plutin Gundam ban đầu nhìn tưởng là có cái cây lưỡi hái thôi, nhưng mà Hiroto rất biết cách để làm cho đối thủ bất ngờ đó. Đầu tiên là Infortune Sizer, chiếc lưỡi hái thương hiệu có thể sạc năng lượng vào lưỡi và cắt gọn đối thủ. Cái lưỡi hái này cũng có thể chuyển thành Landform, sử dụng như một cây giáo, chỉ đơn giản là gập cái phần lưỡi hái lại là được. Hai chiếc càng ở vai không chỉ mang tới một cái vẻ ngoài áp đảo hoành tráng mà còn là Break Blow Feather, sử dụng như một chiếc vũ khí tấn công hay là cả phòng thủ. Plutin có thể tách rời chúng ra, biến thành cái món vũ khí điều khiển từ xa như kiểu là phi tiêu đó, hoặc là gắn ở trước tay để mà xài như là cái móng vuốt tùy thích. Cuối cùng là không thể không kể đến hai thanh beam saber đã có sẵn ở cái dạng Core Gundam. Khi mà chuyển thành cái dạng Plutin thì bạn cũng sẽ được Bandai tặng luôn cái cặp lưỡi beam dài để mà tái hiện lại việc beam sẽ mạnh hơn sau khi biến hình. Nhìn chung thì đây là một mô hình có thiết kế siêu ngầu, siêu đẹp mà bất cứ ai nhìn vào thì sẽ đều thấy thích, đặc biệt là các fan của dòng Core Gundam. Ưu điểm của dòng Gundam Core này chính là bạn hoàn toàn có thể kết hợp với lại các trang bị, chi tiết của những Gundam dòng Core trước kia để tạo nên một mô hình theo ý thích của mình. Tôi không ngờ là có một cái em Gundam đẹp độc lạ vậy luôn á. Trời, họ hàng của em Core Gundam mà. Tôi mê cái cách thiết kế của em này ghê á. Gọi là mua một mà được ba luôn á. Ai mà tôi có cái thắc mắc nha. Em này là Core Gundam 2 Plus đúng không? Ừ. Vậy thì có gắn được armor của mấy cái con kia vô không? Được chứ sao không? Vô tư luôn. Trời ơi, đã vậy. Vậy thôi giờ tôi qua nợ shop tôi hốt lúc ba em này tặng cái rớt tôi luôn. Ê mà chưa hết là phải kêu người ta gỡ lóc rồi đã. Vậy nha, bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Các bạn cảm thấy như thế nào về em Plutin này? Nhớ comment bên dưới cho Nờ Shop biết nha. Và đừng quên like, share và subscribe cho channel của Nờ Shop để đừng bỏ lỡ những video tiếp theo. Còn bây giờ thì tạm biệt.